Ôi sếp à, sếp từng điều tra tôi rồi. Đã có bằng chứng, tôi không có mặt tại hiện trường mà. Nhưng giờ cú điện thoại nạn nhân nó gọi cho 3 số 9 tối hôm đó. Chúng tôi suy ra thời gian nạn nhân tử vong vào khoảng 12 giờ tối hôm đó. Nhưng mà bây giờ chúng tôi vừa phát hiện ra, rất có khả năng nạn nhân đã bị giết trước đó vài tiếng đồng hồ. Những bằng chứng chứng tỏ mấy anh không có mặt ở hiện trường hoàn toàn không giúp được gì. Không cần xử, hung thủ giết người nhất định là ông bán cá kiện. Hoàng ức quá, tôi không phải giết người. Chắc chắn là anh đã lợi dụng nạn nhân thất tình làm bộ giúp đỡ người ta. Thật ra trong lòng của anh mưu đồ bất chính. Người ta không ngó ngàng tới anh, anh nhất thời nóng giận giết cô ấy. Đúng, tôi thấy cô xinh đẹp nên nảy sinh tình cảm. Sao đó không ngờ cậu muốn chết. Chắc lẽ tôi còn không cao chạy xa bay sao? Loại người như anh nói láo không chớp mắt, ai dám tin anh chứ? Sếp là, thực ra lần này hắn không hề nói dối chúng ta. Chúng tôi điều tra đêm xảy ra án mạng, trước khi hắn đến quán bar internet đèn mờ, hắn từng ghé tiệm tạp hóa mua sách đồi trụy để xem. Và lúc đó vô tình hắn đã bị mấy camera quay được. Do vấn đề thời gian và khoảng cách đi lại, hắn không có lý do nào giết người xong rồi mới tới tiệm tạp hóa mua sách đồi trụy, sau đó đến chỗ quán bar internet. Hắn không phải là hung thủ, không cho hắn là tòng phạm. Vì hung thủ quá thông minh của chúng ta, hôm đó sau khi quyết định giết chết Lý Sảnh Nhân, dĩ nhiên là đã có ngu ngốc đến nỗi rước họa vào thân. Vì vậy hắn nghĩ ra một cách, tư dằn dựng chứng cớ không có mặt tại hiện trường, chim thù ban. Cứu tôi với, có người muốn giết tôi, cứu tôi với. Hung thủ đã lợi dụng đoạn thu âm điện thoại này để chúng ta tin rằng lúc đài 999 nhận được cuộc điện thoại cầu cứu, Lý Sảnh Nhân vẫn chưa chết. Thật đáng tiếc, người tính không bằng đời tính. Khi hắn bắt đầu tiến hành kế hoạch giết người của mình, vô tình xảy ra mấy việc ngoài ý muốn. Trong đó có một việc nói về tái hợp giữa Lý Sảnh Nhân và bạn trai. Phòng khách của nhà nạn nhân treo lại tấm hình hai người chụp chung, đó chính là bằng chứng họ đang hàn gắn tình cảm. Không cần xử nữa, hung thủ giết Lý Sảnh Nhân chính là Đặng Tiểu Cần. Các vị à, tôi nói rồi mà, tôi vì Sảnh Nhân tình cảm như xưa, tôi vì lý do gì mà lại giết cổ chứ? Anh tưởng anh nói hàn gắn tình cảm thật sao? Anh là người chứng nào tật nấy, còn ra ngoài vụng trộm, ai ngờ bị nạn nhân phát giác. Cô đồng chia tay giận quá bất khôn nên ra tay giết cổ đúng không? Thực tế không hề có chuyện đó đâu. Đúng vậy, tôi có lỗi với Sảnh Nhân, nhưng mà tôi thật sự không có giết cô ấy. Mấy anh tin tôi có được hay không? Còn ngụy biện nữa, sợi dây đeo tay trong tấm hình của hai người và sợi dây hung thủ mà anh giả đại diện đã nhìn thấy trong giấc mơ giống y khuôn với nhau. Cũng chính vì sợi dây đeo này đã chứng minh Đặng Tiểu Cần không phải là hung thủ, cũng là một việc ngoài ý muốn mà lúc nãy tôi có nhắc tới. Sợi dây đeo tay này vốn là vật hẹn ước của Đặng Tiểu Cần và Lý Sảnh Nhân, nhưng mà Tiểu Cần đã làm đứt, đem đi sửa lại. Sợi dây đeo này sáng hôm nay tôi tới tiệm sửa chữa lấy về, cho nên nếu thực sự Đặng Tiểu Cần là hung thủ thì đâu có lý nào hắn đeo sợi dây trên tay đi giết người. Không phải người này, không phải người kia, vậy người nào? Vậy nên không cần phải vẽ rõ ràng. Hung thủ giết chết Lý Sảnh Nhân chính là người muốn chúng ta nghi ngờ Đặng Tiểu Cần là hung thủ giết người. Người đó chính là anh, giả đại dĩ. Anh nói sao? Tôi là hung thủ. Anh đừng quên tôi là người đầu tiên chạy đi báo cảnh sát. Tôi nói trong giấc mơ tôi đã giết người. Nếu tôi thực sự là hung thủ, tại sao tôi phải làm vậy chứ? Sở dĩ anh bị ra coi chuyện giết người trong giấc mơ, sau đó chạy đi báo cảnh sát, chỉ vì muốn lợi dụng chúng tôi làm nhân chứng về thời gian tranh thôi. Sếp Du à, đêm đó tôi và Bé đều có mặt ở nhà hắn, lúc đó hắn không hề bước ra khỏi nhà. Không lẽ hắn biết tàng hình để đi giết người sao? Hắn thực sự không cần bước ra khỏi nhà, bởi vì Lý Sảnh Nhân đã bị hắn giết chết từ sớm. Anh có muốn nghe tôi suy đoán đúng hay sai không? Sau khi anh giết chết Lý Sảnh Nhân, anh đẩy lùi thời gian tử vong của nạn nhân. Anh đã điều chỉnh máy lạnh với nhiệt độ lạnh nhất để giảm bớt tốc độ biến đổi của thi thể. Sau đó anh chạy lên nhà trống nằm ở trên lầu của nạn nhân. Anh dùng máy tính xách tay và điện thoại bằng điều chỉnh thời gian để gọi ra ngoài tiếng kêu cứu của nạn nhân. Có người muốn giết tôi. Đúng là anh đang suy đoán diễn dông. Mấy người có bằng chứng gì chứng minh tôi đã từng gây ra chuyện này? Anh tưởng kế hoạch giết người của anh không hề có sơ hở sao? Thực ra càng nhìn kỹ kẻ hở còn có nhiều lắm. Tôi biết. Việc thứ nhất, anh không để ý trong nhà nạn nhân có nuôi một cái hồ cá nhỏ. Do máy lạnh mở quá lớn, cả cái hồ cá bị lạnh cống chết hết trơn rồi. Thứ hai, ống thoát nước của máy lạnh nhà nạn nhân đúng lúc đó bị rớt ra ngoài, nhỏ nước xuống dưới ướt hết áo quần nhà dưới. Bây giờ khách trên lầu chết hết rồi, không lẽ tôi tìm hồn ma đợi cho bà? Để đương nhiên, nạn nhân bỗng nhiên hàn gắn tình cảm với bạn trai, cho nên cô ấy thay đổi ý định không muốn chết. Điều này mới là nỗi đau nhất của anh. Lúc trước anh từng nói với chúng tôi về câu chuyện giết người trong giấc mơ của anh. Anh đã nhớ rất rõ và vẽ ra toàn bộ đồ dùng gia dụng trong phòng khách của nạn nhân, nhưng lại không vẽ ra tấm hình nạn nhân chụp chung với bạn trai treo trên tường nhà nạn nhân. Giải thích duy nhất chính là lúc anh lên nhà nạn nhân để cùng bàn bạc về kế hoạch giết người của anh, thực tế lúc đó cô ấy chưa quay lại với bạn trai nên không có treo tấm hình lên tường. Thực ra chẳng có gì gọi là lớn lao lắm. Anh có thể nói tôi nhất thời không cẩn thận để không vẽ ra tấm hình, nhưng mà lúc đó bởi vì bà Đàm nóng lòng phá án
Đột nhiên cậu nghĩ ra, à, hãy là tìm người thôi miên cho anh cũng tốt. Và anh còn nghĩ tới việc thôi miên nó sẽ làm anh lộ tẩy sự thật một cách dễ dàng. Lúc đó anh bối rối nên nói rằng thật ra trong giấc mơ anh còn nhìn thấy trên tay hung thủ có đeo sợi dây làm bằng viên bi. Anh muốn giá quà lên đầu của Đặng Tiểu Cần. Đáng tiếc là anh không hề biết Đặng Tiểu Cần đã mang sợi dây đi sửa từ lâu. Thực tế không thể nào đeo sợi dây đó để đi giết người. Cái này gọi là hai người ngược lại hại mình, càng làm cho chúng tôi khẳng định thêm câu chuyện giết người trong giấc mơ của anh hoàn toàn là chuyện bịa đặt, không có thật. Nè, nãy giờ anh toàn nói chuyện bịa đặt đó thôi. Trí tưởng tượng phong phú như vậy sao không viết tiểu thuyết? Cuối cùng vẫn phải nói, bằng chứng đâu? Tôi biết anh sẽ nói như vậy. Anh cần bằng chứng thôi mà. Máy tính sách tay của anh chính là bằng chứng. Nếu tôi đoán không sai, trong căn nhà bỏ trống đó, cái dấu vết lớn ở chỗ anh đã đặt máy tính sách tay, và dấu vết nhỏ còn lại là chỗ để cái điện thoại công viên của nạn nhân ở đó. Cho thấy rõ ràng anh sử dụng máy tính sách tay này khống chế máy phụ của điện thoại nạn nhân, sau đó gọi cuộc điện thoại cầu cứu. Phải không vậy? Chỉ có dấu vết lớn nhỏ, sao có thể chứng minh là máy tính sách tay của tôi chứ? Dĩ nhiên là câu đơn giản như vậy rồi. Do nhà đó đã lâu không có ai thuê, cho nên xung quanh bụi bặm bám đầy, thì giờ vẫn còn rất nhiều bụi và côn trùng bám đầy ở trên đó. Chỉ cần chúng ta mang máy tính sách tay này đến đó kiểm tra kỹ một chút, nếu phát hiện bụi bám trên máy tính này và bụi ở căn nhà trống của nạn nhân cùng một loại, có nghĩa là suy luận của chúng ta hoàn toàn chính xác. Cho dù bụi bặm giống nhau thì đã sao chứ? Chẳng lẽ cả thế giới này chỉ có chỗ đó mới có bụi giống nhau à? Anh nói đúng. À, bá Chi nói không sai chút nào. Nè, công nhận nhà anh thu thập nhiều mô hình về kiến trúc xây dựng ghê lắm. Cả phòng khách chỗ nào cũng có. Chưa hết đâu, cả mô hình thời trung học không được nhận phần thưởng cũng còn giữ rất là kỹ đó. Nè, đừng có quậy phá đồ đạc của tôi nha. Xem ra anh rất quan tâm những tác phẩm dễ thương của mình. Không biết kế hoạch giết người lần này của anh có thể xem là tác phẩm dễ thương của anh không? Cứu tôi với, cứu tôi với, có người muốn giết tôi, cứu tôi với. Tôi nghĩ trong máy tính của anh, ngoài đoạn thu âm được lưu trong máy ra, anh còn lưu lại thời gian anh đã cài số cố định cho cái điện thoại không dây trong nhà của nạn nhân để tự động gọi đến số điện thoại 3 số 9 báo cảnh sát. Tôi đoán không sai chứ? Chưa hết đâu, không chừng trong đó còn lưu lại nội dung từng chat với nạn nhân trên mạng đó. Có cần tôi giúp anh mở hết những thông tin lưu trên máy tính không? Anh còn gì để nói nữa không? Tức chết mà! Đang đi kế hoạch giết người của tôi đã được thiết kế tuyệt đối an toàn. Tất cả cũng tại người đàn bà đó mà ra. Cô nói sao? Cô không muốn chết? Tôi cho anh biết chuyện này nha. Tôi và anh Cần đã trở lại như xưa, không còn chuyện gì. Cảm ơn anh trước kia đã hết lòng giúp đỡ tôi. Cũng may tôi vẫn chưa chết. Cô không muốn chết? Còn tôi thì sao? Cô có biết tôi đã vì cô, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ không? Cho dù cô và hắn có quay trở lại đi nữa thì sao? Hắn thực sự không phải là người đàn ông tốt. Hắn tổn thương cô một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Cuối cùng cô cũng muốn tìm đến cái chết. Là sao cô không chịu dứt khoát giải quyết cho xong đi? Anh hãy yên tâm, anh Cần đã hứa với tôi anh sẽ sửa đổi mà. Chúng tôi còn định mùa Giáng sinh này. Cô đã từng hứa với tôi, cô kêu tôi giết cô mà. Sao bây giờ cô mới thấy hối hận chứ? Đại dĩ à, thật ra suy cho cùng, con người cho dù gặp phải những khó khăn gì trong cuộc sống, chúng ta vẫn phải biết quý trọng, đúng không? Người không biết quý trọng chính là cô. Cô có biết tôi đã vì cô, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ không? Tôi sẽ không để cô phá hủy kế hoạch hoàn mỹ của tôi đâu. Nếu cô không đột nhiên thay đổi ý định, sự việc không đến nỗi này. Để Lý Sảnh Dân không muốn chết, anh còn muốn giết cổ, anh còn là con người không vậy? Anh sai rồi. Chẳng qua cổ bị người đàn ông đó dụ dỗ thôi, nên cổ mới thay đổi ý định. Tôi chỉ muốn giúp cổ, tôi không muốn cổ tiếp tục chịu đau khổ nữa. Anh không cần tiếp tục nguy biện nữa. Tại vì cổ đột nhiên thay đổi ý định, phá hoại một kế hoạch giết người hoàn mỹ của tôi. Anh tưởng là kế hoạch giết người của anh hoàn mỹ lắm sao? Thực ra có rất nhiều sơ hở. Anh vì muốn chúng tôi càng tin tưởng câu chuyện giết người của anh là cố tình cải trang giống người khoa học viễn tưởng. Anh đã sưu tầm nhiều cuốn sách cổ kỳ quá, nhưng mà quan sát kỹ một chút, thực tế có nhiều sách anh chưa hề lật xem. Thậm chí cuốn sách Cân bằng không gian luận anh cho tôi mượn, ở giữa có nhiều trang giấy chưa đọc ra. Như vậy chứng tỏ anh chưa hề xem sách. Còn nữa, lúc anh kể lại câu chuyện giết người trong giấc mơ của anh, thật tình anh đã kể quá rõ ràng, rõ đến nỗi cả một chi tiết nhỏ anh cũng không bỏ sót. Tôi đã thử nằm mơ giật mình thức giấc, tôi cố gắng nhớ lại cảnh vật trong giấc mơ, ai ngờ các câu chuyện tôi cũng không nhớ ra. Ngược lại, anh có thể vẽ toàn bộ chi tiết câu chuyện trong giấc mơ một cách rất rõ ràng, cho nên tôi chỉ có thể nghi ngờ anh từng có mặt ở hiện trường. Những việc này chẳng qua chỉ là vài khuyết điểm thôi. Tệ nhất, tôi đã giúp một người không xứng đáng để được tôi giúp. Anh đừng tiếp tục tô điểm cho kế hoạch giết người của mình nữa. Thực chất Lý Sảnh Dân không cần sự giúp đỡ của anh. Đúng vậy,
Lý Sảnh Dân rất có thể sẽ chia tay với bạn trai, nhưng về mặt khác cũng có thể cô sẽ cùng bạn trai sống đến bạc đầu. Bây giờ anh đã giết chết cổ, tức là anh đã giết chết cuộc đời của cổ, anh có biết hay không? Đừng nói là Lý Sảnh Dân cậu muốn chết, cho dù cậu muốn chết anh cũng phải khuyên cổ, anh không được giúp cổ tự sát. Thực tế ngay từ đầu chỉ vì anh muốn hoàn thành trò chơi giết người của anh mà thôi. Tờ giấy này chính tài Lý Sảnh Dân ủy thác cho công ty du lịch đặt vé máy bay, biên lại đăng ký khách sạn, có nghĩa là Lý Sảnh Dân tha thiết mong nối lại tình cũ với bạn trai. Tại sao lại chia rẽ người ta? Anh có biết là nếu cô được quay trở lại sống bên cạnh người mình yêu là một chuyện rất đau khổ hay không? Tại sao anh quá tàn nhẫn vậy? Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Chính Nghĩa. Chị đây chị, bây giờ chính thức bắt giữ anh, tố giác anh mưu sát Lý Sảnh Dân